Hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi không gặp lại mọi người trên YouTube nè, cũng hơn một tháng rồi. Thì hôm nay video này sẽ là video hành trình tổ chức sinh nhật cho bé Suri. 22 tháng 11 rồi mọi người, đáng lẽ là hôm qua 21 tháng 11 là chị Nhung phải tổ chức rồi. Nhưng mà đợi cuối tuần gia đình đông đủ thì mình tổ chức sẽ vui hơn. Lâu quá không có quay video cho nên không biết nói gì hết trơn rồi. Thôi bây giờ mình bắt tay vào làm thôi mọi người ơi. Vẫn là cái background đây, chị Nhung đã mua đồ để trang trí rồi mọi người ơi. Bây giờ là phải nhờ anh Phong xuống để bơm mấy cái bong bóng này lên. Bây giờ nghe mỗi lần mà bơm bong bóng là sợ lắm á. Nói là bơm từ từ thôi, anh vừa vừa thôi, anh đừng làm gì làm quá. Để được không? Làm gì được đó. Được rồi, cái ống này nè, cái chỗ này nó dài nè. Đúng không? Bơm bơm mạnh quá thì nó bể. Nói đi, nó làm cái bùm luôn, tôi cười ẻ luôn á. Cái đứt tiền chị với anh với chị. Gọi được rồi đó anh. Chưa. Bơm đi con. Ok, nó xì kìa. Bơm lên. Rồi. Đẹp quá trời luôn kìa. Trái tim kìa. Ôi trời. Cha làm được cái chưa? Anh không có làm bạn. Lại biết chỗ nó bể à? Không, đi làm chứ. Anh mà làm bể một cái anh cho đi mua đền á. Anh vừa về được chưa? Bảo đảm không bể. Từ từ nha, nhỏ nhỏ thôi. Đâu đó. Được chưa? Được rồi, cả đó thôi. Cái này là có kim tuyến bên trong nữa nè mọi người ơi. Nó chả mất cười hả? Đẹp lắm luôn á. Ê, anh cái này bể cái này một cái. Kim tuyến anh không bể. Kim bài khắp nhà. Đúng rồi. Đẹp quá. Cẩn thận nha. Được rồi. Rồi ok. Cái này bể là cái đầu với tim không còn đẹp trai với mẹ nữa. Đụng luôn. Nhìn vô đi. Wow, đẹp quá ha. Cái này là cái tim luôn á. Rồi. Nửa đi. Căng nữa. Từ từ thôi, chậm. Từ từ, được rồi đó, thấy ổn rồi đó. Wow, là ba phong cột đi. Ê, trời ơi, bong bóng màu đỏ. Ê, biết mở. Dễ thương quá. Mở, giục luôn vậy. Đây, chị Nhung sẽ để ở đây để lát mình lên lầu mình trang trí nha. Anh Phong bơm xong rồi là chị Nhung phải cột thun. À, dễ thương quá. Có khi nào mà đang cột vậy nó nổ cái bùm chắc là vui dữ. Trời ơi, trái này to quá anh. Đẹp quá nè mọi người ơi, xinh chưa. Đây là chữ Happy Birthday nè mấy anh mấy chị ơi. Màu bạc đi với lại màu đỏ là hơi bị nổi luôn á. Đẹp quá. Rồi sao đập đầu đi. Thiếu chữ Y rồi. Ngày mai cho anh Phong giang tay giang chân ra làm thành chữ Y vậy chị. Do you wanna know? Trời đẹp quá mọi người ơi. Dù là cái chữ hờ với là chữ y nó bị tật rồi, nó bị bể rồi, nhưng mà không sao, vẫn có thể đọc được chữ. Vậy là cuối cùng chị Nhung cũng đã hoàn thành xong background cho ngày sinh nhật của bé Suri rồi. Còn cần chờ gì nữa, bây giờ mình sẽ làm bước tiếp theo, đó là xuống đặt ống heo cùng với chị Nhung nha. Và chị Nhung sẽ nói cho mọi người biết tại sao chị Nhung nuôi em heo đó. Đây là em heo mà chị Nhung đã nuôi từ lúc mà chị Nhung mở Ăn Mặc Nhung Fan tới bây giờ đó mọi người. Và chị Nhung nói là nếu như mà chị Nhung nuôi em heo này đến khi nào mẹ Suri đi mổ chân á thì chị Nhung sẽ đập em nó ra. Nhưng mà bây giờ là mổ chân tới 6 tháng nữa mới mổ, cho nên là bây giờ chị Nhung sẽ đập để mà lấy cái xiềng này làm sinh nhật cho bé Suri nha. Không biết là trong đây bao nhiêu xiềng nữa, chị Nhung cũng đang rất là hồi hộp. Mỗi lần mà chị Nhung bỏ vô đây á là chị Nhung cứ bỏ thôi, chị Nhung cũng không có biết là bao nhiêu nữa. Rồi bây giờ để tin đập đi. Con đập vừa thôi, con đập cái bùm một cái. Ồ, trời ơi. Rồi, đây. Wow. Trời ơi, tội nghiệp quá. Phải cưng quá à. Bây giờ mình đếm tiền thôi mọi người ơi. Đây là cái màn đập
eo đêm khuya. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi nha. Cứ là có bao nhiêu là chị Nhung cứ nhét vô đây, chị Nhung không biết là bao nhiêu trong này thiệt sự luôn á. Nhiều quá, nhiều quá. Dùng số tiền này mà mua đồ ăn cho chị hai là happy happy à. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 6 triệu rưỡi. Trời ơi, 6 triệu rưỡi. Còn tâm hồn phải nhiêu vậy? Đến gọi điện thoại. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm hết 6 triệu rưỡi này để đi mua tâm hồn cho Suri nha mọi người ơi. The next day. Chào cả nhà, hôm nay mới là ngày chính thức cho sinh nhật của bé Suri nè. Lát nữa bà ngoại có xuống nữa đó cả nhà ơi. Với lại chị Nhung phải chuẩn bị xong xuôi sớm để mà đi chợ rồi đi mua tâm hồn cùng với anh Phong nữa. Hôm nay chị Nhung sẽ cho bé Suri mặc bộ đồ của một bạn fan đã tặng cho Suri nè. Tông trắng tím rất là dễ thương luôn. Cảm ơn Minh Anh nhiều lắm nha. Với bộ đồ đó thì chị Nhung phải phối một cái bộ đồ sao cho phù hợp với lại tông của bé Suri. Hôm nay cả nhà chị Nhung mặc bộ đồ này có xinh không? Em có quà cho hai, không có mặt này không tặng quà đâu. Nha. Suri chưa biết gì luôn mấy anh mấy chị ơi. Bất ngờ cho Suri nghe. Chị Nhung về đến nhà này nè. Bây giờ chị Nhung phải chuẩn bị để một lát nữa đầu bếp anh Phong lên nấu lẩu mọi người. Ổng là chỉ việc nấu thôi chứ còn mấy cái vụ này mà chị Nhung phải làm mới được. Chị Nhung đã chuẩn bị xong để cho anh Phong nấu đây cả nhà ơi. Đó. Hello mẹ, mẹ chị mới vừa tới luôn. Lúc nào đi xuống đây là cũng đùm đùm đề đề hết. Bà ngoại mua gì đó? Mua nho, nữa vẫn là nho. Đây cho mấy đứa nhỏ nè con. Trời ơi, sao nhiều dữ vậy? Rồi, quá đã luôn. Hôm nay bà ngoại xuống đây với dịp gì? À, sinh nhật bé Suri. Dạ. Bà ngoại vừa tới thì bánh kem mà chị Nhung đặt cho bé Suri cũng đã đến rồi. Bây giờ chị Nhung sẽ unboxing cho cả nhà xem cái bánh kem của Suri năm nay như thế nào nha. Trời ơi, happy birthday nha. Chúc mừng cho bạn, chắc bạn được xuống quá. Đúng nghĩa luôn. Wow, xinh chưa? Trời ơi, cái em bé này có bị nghiêng quá không vậy? Chở tới nó bị nghiêng rồi. Rồi, mấy anh chị thấy năm nay là chị Nhung đặt cái bánh kem cho Suri có xinh không? Tông xịt tông với lại cái background luôn, xuất sắc. Xong, cho em bé tắm mát xíu. Rồi giờ mình đi mua tôm hùm. Tự nhiên em cũng nghe mẹ chờ. Em kể đi.
một điều rất là đáng tiếc luôn. Ngày hôm qua Nhung đặt ống heo á là 6,5 triệu đúng không? Cái con tôm hùm Alaska này á ngắt đúng gần 6,5 triệu luôn, là 2,428 triệu. Còn dư khoảng mấy chục ngàn đi cũng tăng vậy ra đây. Trước giờ mẹ mới mua Suri nha. Mấy lần trước nhà chị Dung ăn tôm hùm á là tầm con khoảng 4 ký mấy thôi, còn con này là con to nhất từ trước tới giờ luôn nha. Ký đúng không? Đây để mẹ cua đây nha. Trong thôi đã rồi. Không ăn đúng không? Mẹ ăn nha. Bự không con? Mình sẽ coi phản ứng của Suri như thế nào. Quá. Bự hơn Suri luôn. Ủa trời ơi mẹ. Đây là món quà của ba mẹ dành cho con. Hy vọng là con ăn cái con tôm hùm này vô á là con sẽ mau biết đi nha. Ủa nó bự bằng Suri luôn á ta? Ủa nó bự lắm. Nó bự bằng Suri luôn. Em một anh ơi. Trời nặng lắm nha Tiên. Trời mẹ cầm mà muốn. Ê khoan để con nhìn tựa cái. Ủa mỏi tay quá. Bây giờ muốn ruột cái tay luôn á. Con này tập tạ ngon à. Cái con tôm hùm này á là khi mà anh Phong luộc lên xong anh Phong lấy cái nước của nó sẽ nấu lẩu. Còn cái thịt của nó thì sẽ để cho gia đình ăn. Mẹ thấy bự không? Bự. Hồi trước giờ con mua đâu có con là bự gì đâu. Con mẹ ra kêu cái anh kiếm con bự nhất, anh kiếm cho con. Trời ơi bự nhất mà đúng số tiền con heo luôn mẹ. Quá. Yeah. Trời ơi. Vui quá nè con. Mấy con trời quá đất bự luôn. Con này cứng quá ta. Vô nào. Mấy anh nào mà coi tay du ký sẽ biết cái cây này. Tên 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 tên. Nhất là tính ra nuôi con bự quá cũng mệt ha. Con có cắt. Kiếp nạn là không bỏ nguyên cái con này vào nấu được mọi người ơi. Bây giờ là anh Phong phải bẻ càng. Đầu bếp bây giờ làm nhiệm vụ. Đó, phải cắt cái càng ra mới bỏ vừa cái nồi cả nhà ơi. Chờ 45 phút nhưng mà bây giờ nghe đồn là đã sôi rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình đến mình thăm cái em tôm hùm này nha. Sôi quá xong nó dãy ra luôn ha anh. Sôi quá cho nó cò nè. Đâu? Ghê. Đâu? Thơm quá trời ơi, anh không luộc mà cho thêm sắp thái vô nữa gì mà thơm chứ vậy. Hôm nay sinh nhật của chị Hai, cha thấy vui không? Dạ vui. Vui gì? Vui chị Hai được thêm tuổi mới hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay sinh nhật bé Suri vui quá mọi người ơi. Nhà với cái chợ luôn mà chưa đầy đủ đâu, còn ba chị lên à, lát xíu nữa Thiên Thư về nữa. Dùng bắt sẵn cái nồi lên để chuẩn bị mình bún gạo nè. Gì vậy? Cục này mới quan trọng. Trời ơi. Ủa là trời ơi. Ủa sao cái này nó chưa có màu cam vậy ta? Đâu. Chứng tỏ là chắc á. Căn này bóc phỏng tới xương luôn. Thôi đất ơi. Chị em sợ chưa chín. Trời ơi. Em vô em chổng ăn ngon thử coi như đó em đủ chín chưa. Chị Nhung phải để cái mâm này để cho anh Phong. Ô trời ơi. Cắn em. Giữa đường mà rớt cắn đến sợ nó. Trời ơi. Khổng bố thiệt chứ. Khủng lồ thiệt chứ. Trời ơi thiệt luôn á. Đã quá cả nhà ơi. Bây giờ thì anh Phong sẽ dùng cái nước luộc cua này để mà làm lẩu thái nè cả nhà. Sao? Cần nêm thêm gì nữa không? Còn. Mình cho topping vô nha. Đây là ngọt nước lắm luôn nè. Đây là cơm bồn viên để mình bỏ lẩu nha mọi người. Khác gì hai di lao ha. Đây là đậu hũ nè, đậu hũ phô mai ở trong nè. Rồi cho vô cái nồi của anh Phong luôn. Như cái này là cái cục gì mà em bự quá anh? Chả cá hả? Nó bự dữ gì vậy? Ôi, quá ngon luôn. Nhà mình luộc nha. Nước sôi nãy giờ rồi mà anh chị lo cuối cùng với cái nồi lẩu. Được là chắc tầm 3 đến 5 phút à? 5 phút. Quá dữ luôn, được thở chút chuyên nghiệp đến luôn. Xài hàng hiệu quá, Chanel luôn. Trời ơi, vậy mà Suri chịu nha mọi người. Chịu bà nội make up nha. Chứ chị Nhung là hả không cho đâu. Quá trời dữ luôn, nay bà nội kiếm cái bộ màu tím để mặc ông xịt tông với cháu luôn mới dữ chứ. Má Hồng cho em đi. Rồi. Bà nội là chơi tay thôi. Vui mà chạy. Nè. Ok. Dễ thương quá. Nó
ở Lào là chớp chớp mắt thôi chứ chịu nổi không? Cái mặt liêm diêm đồ ha. Eyeliner mà kim tuyến luôn, làm đi đi quẩy gì trời. Rồi nhắm mắt lại coi, nhắm mắt lại coi. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại. Lông mi không cần chút mascara luôn, rậm rịch rồi. Bặm môi đi, bặm môi biết bặm không? Rồi, bặm môi con, bặm môi. Cười cái này. Bặm bặm. Ê, xinh quá. Đẹp rồi đó. Đây là một năm mà Suri bị gãy chân với anh chị ơi, cho nên là đối với chị đây là một cái năm mà chị muốn ghi lại nhiều khoảnh khắc nhất cùng với gia đình cũng như là cùng với bé Suri. Cảm ơn mọi người rất là nhiều về những lời chúc từ TikTok cho đến Instagram của chị. Mọi người chúc mừng Suri rất là nhiều luôn. Thay mặt Suri, chị Dung cảm ơn tất cả mọi người. Cùng với lại cái bánh sinh nhật nó có tông xịt tông nhau luôn nè, thấy không, màu đỏ luôn nha. Trời ơi. Và thêm một cái đặc biệt nữa là năm nay là có bà ngoại tham dự sinh nhật của bé Suri nữa, từ Hóc Môn ngồi muốn ẹo xương sống để leo lên lên đây đó mọi người. Hai ơi, cũng rồi quên nữa, bé Tiên có mua quà cho chị Hai. Hai ơi, bây giờ Hai nhắm mắt lại đi. Ô khoái thì bà con nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Anh hai, anh đâu? Quay qua kia, anh hai. Trời ơi, đây là món quà bé Destin tặng cho chị hai nha. Cái tiền mà bé Destin để dành để mua quà cho chị hai của mình đó. Thích không? Trời ơi, Hello Kitty dễ thương quá. Dạ thương. Dạ thích đi. Rồi đây, kì dễ thương. Cái này là ông nội, bà nội. Trời ơi, quá đã luôn. Gửi xin chào con nha. Chúc con là mau biết đi, mau nó là lúc nó làm rồi nội là mừng lắm nha. Hết á. À, đây là bà ngoại. À, bà ngoại và cũng chúc con sinh nhật vui vẻ. Bà ngoại, bà ngoại nghe. Cảm ơn bà nội nhiều. Nghĩ là ai cũng đói bụng hết rồi. Từ sáng tới giờ là khoảng gần 5 giờ chiều rồi mọi người. Rồi, vô đây. Đây là cách mà ghét món kèm. Bị chị Dung lấy cái khăn hình cái cho bả thôi, bả đẩy ra vậy đó mọi người. Trời, có khi nào cái càng nó không để mà xong gặp bể không trời. Suri là ăn đầu tiên nha Suri. Để này nhỏ nhỏ nha. Dạ đúng rồi, này để từ từ cho chị. Cũng gạo lít đó mày. Mọi người thấy chị Nhung ở ngoài á, chị Nhung sẽ đẹp hơn trên clip. Vì lý do sao biết không? Ở ngoài là mình không có vào bếp á, mặt mày mình nhìn nó sáng sủa lắm. Còn giờ mình vô rồi, sáng nhìn hả, nó nói tóc tai bù xù rồi hả, bết tóc tè le học me hết. Cho nên là những ngày này là những ngày bận rộn. Mày nó xôi quá. Ê, trời ơi. Tóc còn tôm. Trời ơi, ghê quá. Sau khi rầm rầm rồi. Trời ơi. Trời, con mẹ ơi, cái phần trước. Ở dưới của nó thôi mà. Con xin miếng trước, mẹ con xin miếng trước. Mẹ nè, đó. Thôi. Ừ, con. Wow, trời ơi, chị làm thấy ngon quá. Ăn miếng này là no luôn.
Đây. Cô là của bà ngoại. Wow. Đó, đẹp chưa? Con này 1.450.000 hả? Được đó nè. 1.150.000 1.150.000 Cái con này là gần 6kg, tổng cộng là gần 6.500.000. Đúng rồi. Mà mua về là phải khai báo với lại chủ tịch. Dạ chủ tịch, chủ tịch hỏi mà cái gì mà lấn cấn là chủ tịch phải hỏi cho suốt luôn. Ngon quá. Con đang múc cho mẹ chứ. Rồi tới nữa. Đây. Rồi. Nóng lắm. Nhiều lên mẹ topping nhiều lên. Cái nhìn chiên cho con. Đâu đâu có nếm đâu ba. Giờ nó ra làm sao là để. Topping cho mẹ. Đây múc mẹ cho bé Ngọc Anh. Xíu thôi nè, cái này đậu hũ nè, đậu hũ phô mai nè, khoái nè, cá viên nè. Đó, Ngọc Anh đợi xíu nha, cho nó nguội xong mà con mới ăn nha. Con không ăn cái này hả? À con thích cái này. Rồi. Cho con mày không ăn cái này luôn. Rồi, con chỉ thích ăn tôm thôi. Rồi vậy. Ok chưa? Đang sinh nhật Suri thì món quà này là món quà của bạn mời kẻ gửi cho Suri. Đây là món quà nho nhỏ, nó là một chút tấm lòng. Lúc đầu là gửi 200 xiền mà chị Nhung nói là thôi. Chị không có nhận đâu, ngại lắm. Cho nên là cuối cùng mời kẻ đặt một cái bánh kem nho nhỏ nha mọi người. Đây. Wow, nhìn hấp dẫn ha. Cái này chị cô Bình tặng con nha. Dễ thương quá nè, chúc mừng sinh nhật Suri. Rồi, rớt luôn, hay quá. Trời ơi, dễ thương quá nè Suri ơi. Happy birthday, trời ơi, chúc mừng sinh nhật Suri. Đó, ví dụ như đây là món quà nho nhỏ. Chị Nhung cảm ơn em rất nhiều. Thôi mẹ, thật chắc lắm không mẹ? Chắc nuôi mà ngọt lắm, ngon không? Dạ, nghe thấy vui đó. Này múc cho anh Phong nha. Sao Thiên Thư lính dễ dữ trời. Tính ráng số tiền luôn. Lính dễ hồi mình cười út cái mai. Không còn thiệt đó. Được không? Hỏi có cay quá không? Chắc thịt tôi mẹ ngon. Chắc thịt tôi mẹ ngon. Ngon quá mọi người ơi. Ngon không? Để đi. Thử đi. Đang ngang mẹ. Hay không? Cháo tụi nè ghê. Đó. Cháo tụi nè. Ăn thương ghê. Nhà mình thiếu một cái ghế, xin phép cho em ăn cái này nha. Ăn đi em. Hết luôn. Trời ơi, giỏi quá, cho con miếng tôm nữa nè. Trời dạ. Ơi, khoái liền quá nè. Trời mọi người coi nè, có chút xíu ở dưới thôi á. Mày chừng rớt cái chén hả con? Trời ơi, anh ơi, nó chắc dữ vậy anh. Ừ. Nó như nó đi tập gym luôn á. Tôm bị đi tập gym hả? Trời ơi, ngon quá. Tập gym là mấy con cá cái mặt quá. Ngọt nha, nước tôm luộc ngọt nha, đậm đà nha. Giỏi ghê. Đậu hũ phô mai béo. Chị Nhung khuyên là mọi người muốn mua đồ về nấu lẩu á, không cần đi ra ngoài đâu, mua thử về tự làm đi. Cái set này chị Nhung mua xong chị thấy ngon quá trời luôn. Chất lượng nha. Để hỏi thăm coi hai bà Xui ăn ngon không? Ngon còn phần nóng ngon. Dạ. Cái bụi này mẹ ăn sợ gì? Sao? Ăn mà lé luôn mà hiểu rồi đó. Đó, Suri chỉ cần ăn cái con tôm này thôi là đủ rồi. Tới cái này. Rồi cái đầu trước. Xong hết hai cái càng. Mấy ăn ngon hết rồi. Muốn ở nhà, muốn đông luôn rồi mọi người. Bây giờ tới cái đầu của em nè. Trời ơi, ở đó mà. Cái này là não của nó nè. Bỏ hả? Ồ, bỏ quá. Trời ơi, vãi trời. Tới ăn nó ở đây nè. Lấy cái muỗng. Lấy cái muỗng đi. Nè, lấy bò tử nè. À, mình bỏ ha. Bỏ bò tử ra thôi là ăn được hết. Gì cứu rồi. Rồi. Mang không? À, trời ơi, đó thấy chưa? Ổng ăn đã. Ngon. Thì con bé đã tìm miếng nha. Ngon không con? Ngon. Béo. Gắn nào. Đưa cho chị hai bỏ vô cho bà nội rút ăn đi. Rút cho chị hai đồng ơi. Bỏ vô đây luôn. Đó. Trời đã mới sợ luôn. Không biết ăn xong tôi có nổi hột. Trời ơi. Ăn là không ăn là tiếc nuối. Mà xem này nè, dạ lây mấy đời. Mấy đời. Người già nhất gia đình. Làm nó vô cũng giận người luôn. Nó béo dữ luôn á. Rồi còn tới cái này nữa nè. Cùng là biết ăn mấy tin xong sáng mai không biết bé tin dậy nổi. Tinh túy nó gom cho chị hai nó. Ngọc Anh ăn gạch nè. Hả miệng ra con. Ngon lắm con, ngon. Chắc nó không chịu ăn. Mới thấy thôi hả? Không giỡn đúng không? Chưa ăn mà. Cái gì vậy? Cái con gì cắn không? Đó nó mùi. Cần ở quần xui. Thật thơ cái bữa nó cũng vậy đó. Chị còn đi ngang nhìn cái này nuốt trơn luôn. Nói chung là cái số của Thiên Thư về để chơi thôi chứ ăn uống thì không được gì đó. Chưa ăn vô mà đã ngứa rồi thì thôi là thua luôn rồi. Đã làm gì đâu, đã chạm đâu đó. Đúng rồi. Gì đâu. Kỳ vậy. Người ở phim không ăn thôi mà ăn cái bộ. Để rút hoài luôn.
Vậy thôi, muốn gì nữa? Có đứa con vậy thôi, muốn gì nữa? Thử rồi Hà nấu mấy đĩa đi. Đó là tự ăn nữa không? Chỉ thì ăn hết. Ăn hết rồi, con muốn ăn nữa không? Ăn nữa, con ăn nữa. Nữa nha. Rồi, đây vợ làm cho thêm chén nữa. Thôi rồi thôi. Ăn đi. Ôi ngộ hôi hoài đồ người ta thơm chết rồi. Hôi Út nè phải thứ ớt. Nếu có phải mới tôm á nha. Đồ mạnh lắm. Rồi Út này phải cắt ra. Bà lấy cái kéo qua lấy cái kéo cho ba đi con. Nhưng mà bây giờ ơi để đổi đầu con đi. Cái đổ nãy giờ. Nè mà chiên xù có xảy rồi. Trời ơi cái lưng của nó. Quá trời đất luôn. Lưng quá trời. Ê Út đừng có nhìn nữa Út ơi. Út nhìn cái là hộp nổi hộp đó. Mẹ nghe áo đẹp sao áo không đẹp hả? Áo đẹp quá yêu quần quay á. Cuối cùng cũng ra thôi. Trời ơi ú ủ ha. Ú ủ luôn không có gì hết á. Xé ra cho mọi người đi anh, xuống ăn không được tiếc quá. Thử miếng không? Thôi đừng ép một miếng nhỏ lỡ xui cái nó lên cái mặt cái nó không làm gì được. Dạo này da xấu rồi. Ha ăn nữa đi. Ngon quá. Ngon quá. Ngọt giòn quá. Ui ơi wow, trời ơi ăn ngon lành luôn rồi. Dữ vậy trời. Trời ơi, nghe đồ rồi bị ASMR. Làm sao? Con muốn ăn nữa hả? Trời hết rồi nè, mấy anh mấy chị coi nè là muốn ăn nữa đó. Trời ơi rồi, để mẹ làm nữa cho con ăn nha. Đây là chén thứ 3 trong ngày sinh nhật của bé Suri và đang vẫn đang chờ đợi. Làm xong đây kéo luôn rồi. Được, theo tất cả. Bụng quá rồi. Tại hai chồng á. Chắc nổi luôn mọi người ơi. Nó ngon. Ngon ha, ba nấu ngon ha. Suri ăn được quá bà nội ơi. Ba cả mua cho chị hai đó. Trời ơi bự dữ vậy. Bự ghê lắm. Trời ơi sắc thủ gừng xanh. Không ngon hả? Không ăn nhiều ngon, không? Ngon, trời ngon kìa. Ơi ngon quá. Cắt mạnh vô. Quá trời luôn. Ăn dâu nha. Vui ha, súng là ăn cái bánh không ăn dâu, không ăn dâu. Hôm nay sinh nhật gái vui không? Và cuối cùng thì bữa tiệc sinh nhật của Suri cũng đã kết thúc rồi mọi người ơi. Kết thúc chương trình chiên hình hình đây là hết. Vui quá vui luôn, niềm vui trọn vẹn. Và mọi người có xem video clip thì mọi người cũng biết là cái chân bé Suri đã liền rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ gia đình của chị nha. Yeah. Còn bây giờ thì bye bye mẹ, gặp lại chị Nhung Love You. Rồi quay giao dịch chính đi, chính cười kìa. Bye bye. Tôi mới chúc cái đẹp học xinh đẹp nha. Quen rồi. Trời ơi thương ba lắm luôn á. Ủa sao tự nhiên lúc quay phim không ai nói gì.